ba mấy tay lưới nha các bạn, lưới rắn này. Ủa vậy là hơn 40 thước đúng không? Ê. Đâu coi coi. Gua của chú hai là thú gì? Thú dép hay gì? Dép dép đấy, dạ Việt Nam mình á. À, dép Việt Nam. Ôi thôi, vậy. Thôi. Ngủ má ghê. Đã đâu tới tấm kia đâu? Tấm kia là đang đứng nó có chụp tao không biết. Cắn chạy mà. Cắn luôn nè, chảy máu luôn nè. Có luôn hả? Ờ, cho cũng bị cắn luôn nha các bạn. Anh cho anh bị rắn cắn mảnh vui sạ. Nên anh em mình đi đánh bắt xa bờ nha các bạn. Nên anh em mình đi vô rừng. Rừng ở trong Bobo Kinh 12 á, hơi xa, đi chạy rộng chắc cũng khoảng hơn 10 km à. Mình thì đi 3 xe, 5 người. Anh Châu với lại đi chung với Mãi, còn Tửng thì chở chú Hai. Còn mình đi thì có mình thôi nha các bạn. Dự trù anh em mình đi như vậy tới khoảng xế chiều mình mới về. Mình dăng nguyên đường này luôn hả anh Châu? Vừa tới chưa làm gì hết à, khát nước rồi hả? Ừ. Rau chạy hả anh Châu? Ủa rau chạy ra non hà luôn nè các bạn. Ủa anh Châu này nó non quá mà anh chưa có lá luôn hả? Nó cuốn cuốn á mấy rau chạy á. Đâu? Sao thấy nó non ra đột non hà đó. Đâu sao không thấy rồi hay vậy? Hà đó. Được nè, giống như đây hà luôn nè. Ủa còn cây này là cái gì? Em không biết. Ủa cây này ngủ ha. Thấy đọc là được. Ừ. Ở đây còn hoang sơ lắm nha các bạn. Không có thấy nhà luôn. Chứ rừng mà. Này giống như người ta làm ruộng thì có làm chứ còn ít thấy nhà lắm. Rồi không có chạy đi. Rồi xuống dưới cho to. Hôm nay mấy anh em mình đi vui lắm nha các bạn, đi tới 5 người lận. Nhưng mà làm có mình Mãi làm hả? Còn nhiêu dòm. Ở đây xa quá, vậy là em phải đi thăm thường lắm nha Mãi. Ngày nào cũng thăm trận. Ừ, chứ em mà để hai ba bữa thôi là nó lôi lưới mất tiêu luôn á. Dễ lôi luôn mà, sợ sình, chết luôn. Nắng nóng mới chết chứ. Nắng còn xa chứ không? Còn hai lô. Đi tới rồi tràn luôn á. Thấy lòng đi. Bịch. Em dự trù mình dăng cái đường này mấy lưới. Thì đây tới đẳng coi bao nhiêu. Chưa biết. Chắc một hào lưới nữa. Chú Hai kỹ lắm nha các bạn. Chú Hai đi vô rừng chú Hai cũng đội nón bảo hiểm. Tại vì nghe tin đồn là mấy ông đất với lại mấy ông dò dẻ rồi đó, nó thấy người nào mà đội nón bảo hiểm vậy nè nó không có quánh nha các bạn. Nhưng mà xác định tối qua mưa là sáng nay nóng nè. Mới giờ này mà nóng thấy sợ. Ủa giờ này 11 rưỡi rồi. Rừng này là rừng tràm nha các bạn. Ở đây bà con trồng tràm nhiều lắm. Tại đây là đất phèn không à. Trồng tràm nó mới tốt. Này trong đây có đường đi. Và... có không? Thế có cái dấu trơn láng rồi. Không hành lên gì đó. Em đi chân lên chích chá đó. Nhiều hôm nay mình chưa thấy con hành nào ha. Chưa.
Đâm nhìn chỗ nào mà láng láng đâu mà. Sao theo mé nè. Đi đường mé thôi. Này chắc bên này có hành nhiều lắm. Nhỏ hành nhiều lắm. Chặt cây không? Hay lắm. Cái cây này nhỏ không mày? Nhỏ lắm, mà bắt được cái bự lắm. Gì nè. Bên trong không hành nhiều lắm. Này không hành nhiều lắm. Chúng mình ghim cái dạ dưới một cái luôn không? Thôi. Để nó dùng vậy đúng không? Dùng nó chung đầu. Rừng này cũng giống như rừng tràm U Minh nha các bạn. Giống đó bộ. Sâu đó. Cứng quá hả? Nó chỉ cứng vậy. Phải có điểm tựa cột vô cây gì cứng nha mày, để nó dính nó lâu luôn lưới à. Này nguyên ngang vô ổ trứng, ổ trứng rắn rồi. Trứng. À. Nè. Đó, nhìn thấy không?
con rắn đẻ trên đây nè, rắn trên đây đâu, một trứng. Có luôn hả? Có. Đó, mình thấy lưới ở đây nè. Đó, ở chỗ đó. Nhưng mà cũ rồi. Nè, đó nè, thấy quấn đó. À. Đó là lưới áo này. Lưới này lâu rồi. Còn chết luôn nè. Có không? Có, còn xương đó. Dăng mà không thăm á, nó. Ngay chỗ quấn đó. Không? Thì đó, thấy nè. Đó. Mà không biết răng gì à, không dám đứng. Nhiều khi mình đụng ngay cái răng nó cũng nguy hiểm không? Nãy giờ mình với Mãi thì đi ăn lưới rắn nha các bạn. Còn anh Châu, chú Hai với lại Tửng thì hái đọt nhãn lồng với lại mấy rau cải. Để mình vô coi mấy ảnh hái nhiều chưa. Không, mấy mía chứ. Mía chừng nào vậy? Nhóc luôn đó. Không dám ra. Rau chạy non nhiều lắm nha các bạn. Ồ, mấy đọt. Ha luôn nè. Quá, wow, chừng rau chạy luôn. Có đọt nhãn lồng hả anh Châu? Nãy có hai mấy đọt nhãn lồng. Ừ. Ôi, ăn đó thì thôi là mát. Tối ngủ khỏi đồ nón luôn nha các bạn. Tùm luôn. Tùm vào luôn. Xuống luôn. Mãi rằng chỗ nào Mãi trốn nó mất tiền nha các bạn. Vô kiếm à. Trời ơi, ngồi trong góc trong đây luôn. Ê, sát máy kinh luôn à. Ủa Mãi sao không cho ra ngoài đây luôn hả Mãi? Chữa đường bên đây là nó đi làm sao? Uống nước quay lên. Uống nước rồi quay lên à. Quay lên hầu hả bò đi luôn. Cái không hái gì lâu chứ trời. Hái cả chủ ruộng tới. Vậy. Chào ghế. Hai nãy giờ ngồi đợi luôn nha các bạn. Vậy luôn nè. Bên Châu quá nắng quá mà giờ. Mấy tay thôi bỏ đi. Mai dần tiếp. Dám rồi mình đi cái bờ về đó. Quá nắng quá bò. Nắng lắm. Cái bờ về đó, mày về trên đường về cái bờ mấy bờ kinh này sáng. Mà sáng không? Ủa, ở đây có cây tràm cô đơn nha các bạn. Đó có mình đó hả. Một mình lẻ loi đứng giữa đồng vậy đó. Ở ngoài Đà Lạt cũng có cây cô đơn. Ở đây mình cũng có cây cô đơn nha các bạn. Giờ này gần 2 giờ luôn rồi. Còn tay lưới này cũng xong rồi. Mình văng đi rồi về anh em mình nghỉ ngơi. Anh chút nữa anh em mình chế biến 1-2 món làm xương xương đồ chơi. Chút nữa làm món gì nhậu ngon mình quay cho các bạn cùng xem nha. Anh Châu ảnh về giờ tôi nghe ảnh luôn. Ê, ảnh cái mới lớn gì quá đi ngồi nắng giờ mà ảnh hồng hào luôn. Làm tay xuống dưới đi. Để đây mang đi. Này là dàn mướp huyền thoại nha các bạn. Lúc nào mình vô đây thì cũng quay dàn mướp này hết á, mà nay ít trái rồi. Ngày hôm qua mấy anh em hái rồi, mấy anh em chiên mắm rồi, nay mình vô nên còn có 2 trái à.
Bà rồi. Ờ, này phải rửa, rửa không? Ủa, bỏ ớt, bỏ ngăn đá. Gì hả? Ừ. Ớ, bỏ ngăn đá. À, trời ơi, ngăn đá nó đông đá, tưởng đâu là nó không ốc. Ngoài đây nè. Đâu, học mi. Ờ, con bỏ vô. Để cho bắt phim cho bắt máy. Bắt máy bự chạy. Ẩm. Ăn. Dinh răng, ăn rắn kia. Rắn với cá gì? Là mồi về, chuẩn bị nhậu quá bạn ơi. Ra ngoài đồng thì anh Châu là người nông dân, nhưng mà anh Châu về nhà cũng là đầu bếp nha các bạn. Đầu bếp, anh Châu đầu bếp á. Nuôi, nuôi. Này tính ra anh Châu à, sánh cũng ngang với lại ông gì danh canh cúc ở bên Trung Quốc á. Mày quay cái nấu lá điện thoại của anh Châu. Đổ miếng nước mắm vô nữa coi. Làm gì? Đổ chiếc vô nữa đi. Tao làm cho ăn cầm đấy, đi cắm đứa khác cháu. Wow, hấp dẫn quá. Chuyện khô trước thì cũng nghe chảo đó. Chuyện khô làm gì trước? Hà chảo thì bắt qua chiên. Rồi vô cái đường mỡ nè. Mấy anh em thấy không? Wow. Nó mặt. Qua còn nắng không có bỏ gì hết. Ủa, đúng mấy người đại hội cho nó hấp dẫn. Rồi đổ miếng ấy vô đây năm liền. Đổ gì nữa? Đổ cả nước vô đây cho nó chín rắn đi, rồi đổ vô cho nó hút nước vô tính. Rồi hành cái kia nè. Tính ra anh em ở trên quê mình thì là bắt cái gì là mình ăn đó nha các bạn. Thì có cá bắt cá hay ăn cá. Còn nay anh em mình được hai con rắn, nên là mãi làm con rắn nước này 400g đẩy hết mấy anh em mình nha. Rồi. Rồi. Đập tỏi, đập tỏi đến. Chi vậy? Chiên xù mà đập tỏi chiên nổi. Đập tỏi hết luôn hả? Hết luôn cho dầu hả? Lát đi. Cho ướp vô luôn. Cho nó chín luôn rồi. Để rồi. Mấy cái nhỏ thằng cho chứ mấy cái kia bự quá. Nước này hồi nó chín tới. Nó đậy nó. Chuyện dở này ra luôn đi. Cái xô này cho sao rồi. Chín luôn rồi đó. À. Rồi, này văng luôn. À, văng dầu nè. Hôm qua, hôm nghỉ quá 2 ngày. Không giỡn không? Từ nắng gấp của tổ ra luôn. Bây giờ nè, em giỡn này. Mình nằm xệ tay đó, để vô tay rồi bước lên trước. Cái tổ đó nó hơi chín là ngon anh cho em, chứ hãy chín quá cái thảm mềm theo. Nó ngon, để về cái thảm vừa ăn, nó hồng nó ngon. Lên cây bóng là nó cười. Anh em mình ở đây vui lắm nha mấy bạn. Người tay, người chân xong á, lên nhậu lượt ha. Rồi anh nằm ảnh giỏi không? Ảnh sắp mấy chén thôi cũng đẹp nữa. Vậy đó mà chưa có vợ đó. Rồi cái này điều này nhỏ quá, hai ít thôi và đó thôi. Có này tại cưa gốc bò đốn bỏ mà. À này gốc bự hả? Ừ. Này lá đều non nha các bạn. Ăn lại rắn với lại cá chiên xù. Lá cách nữa nha các bạn. Hoa mấy nhãn lồng này cũng tốt ghê. Ngon ghê. Nhưng mà nhãn lồng này mình ăn sống được không? Không. Nhãn lồng ăn sống không? Anh nhớ luộc không chứ ăn sống được không? Luộc. Lá cốc, ừ đúng rồi, đúng rồi. Lá cốc thì ngon rồi. Chua chua ha. Đó, có thêm hai quân sĩ nữa nè. Đó. Ai là chị, ai là em? Ai chị? Bé áo đỏ nhỏ là chị phải không? Còn bé bên đây là em phải không? Hai chị em nghe các bạn. Cháu của Mãi. Ở đây là đủ hết luôn nha các bạn. Lá cách, lá chùm ruột, rồi lá điều. Ăn miếng gì đây? Ừ. Mà rau muống nè. Này rau muống bờ này thì đã rồi. Rồi. Nhưng mà này ra không kịp mình ăn nè. Rau muống này ăn rất tốt nha các bạn. Này là bảo đảm không có phân thuốc gì luôn. Cái này là tự nhiên. Nhưng mà cọng rau nó không được đẹp. Đó rồi, rau ôm tốt nè. Quế luôn. Khoảng mười mấy giờ, hai mấy giây á. Gần phút. Thì được hết hả, mà để anh coi. Ừ. Rồi. Hai ớt đi tới. Ớt này hôm nay mình hái không kịp ra luôn nè. Ăn đâu có kịp không đỏ kịp đâu. Ăn luôn, không kịp đỏ luôn.
lúc nào mình cũng nắm mà tính ra cây ớt này trái nhiều thiệt, hoài luôn, con trái hơi già già màu sậm chưa chín kịp luôn. Con ai dĩa luôn anh Châu ơi. Dạ, quá chín rồi quá. Bữa này mà cho miếng đường vô là nhìn thấy nó màu vàng lên. Đen nhậu biết là mồi hết tơi rồi. Chứ vậy đó mà anh Châu không có miếng đường là không đẹp á. Nó liền không ăn được. Nó lấy muỗng ghét này luôn mới thơm. Mướp luôn không? Mướp luôn. Này chín dữ rồi nè, nghe nổ lụp bụp luôn rồi nè. Cho kệ. Đâu nè. Dính nãy. Mình cũng dính mũi mà dính dính. Để đậy lại đi em chở. Chở rồi. Đậy lại cái nữa. Anh thấy chín rồi vàng luôn đó mày. Vậy để gì ăn mà hả? Ai biết em muốn chở chở. Rồi cái này mình biết tại sao nó dính luôn rồi đó. Hồi nãy kiểu như chảo chưa hết nước á. Không có. Nó không phải chiên vậy đó. Cái gì hả? Làm ngon ngọt ngọt. Cạo ra luôn á. Cạo ra. Cho ra mày có mỡ. Dầu đó ha. Dầu đó. Nó lành. Nhúng cái nước đi chiên. Khô á. Không có khô nhúng cái nước đi chiên. Chiếu ớt ra chứ còn ớt nữa bỏ vô nữa. Này mắm me nha các bạn. Thấy ớt và cá chạm kìa. Cá luôn ngon. Ok luôn. Xong bộ là cái nhà lá vườn nha các bạn. Khô này ở nhà máy cũng làm luôn. Làm phơi luôn. Rồi cà phê. Rồi tắt bếp anh Châu ơi. Rồi mời mấy anh em mới đi sáng rồi đi cho đây làm mấy anh em ơi. Nhiều đây. Rắn bự lắm à. Giờ ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Đụng gắn 3 kg. Tính ra giờ đúng giờ ăn cơm trưa luôn nè. Giờ mình ăn cơm trưa luôn. Cơm trưa đi. Nhưng mà mình ăn cơm trưa lạ lắm nha các bạn. Ăn cơm trưa có này trà đá nữa nè. Trà đá. Vậy khác. Thiếu cái chén này. Cho mày đưa mày cái này đi. Ừ. Anh Châu làm đi. Dạ thôi không gửi đi. Rồi, mình được ưu ái luôn các bạn. Ừ. Anh Châu thương mình lắm cho mình nguyên cái bộ đồ lòng, gan, bộ đồ lòng. Gan mẹ mở rắn. Bộ đồ lòng con rắn. Con rắn 2 kg rưỡi mà rắn có nước này có 400 gram à. Rồi cái teo rồi. Còn 400 gram à. Mình cái còn có 400 gram. Rồi, có chân luôn hả? Có chân. Đủ lạ quá. Giờ bóc không à, mấy ở đây là bóc không anh em ơi. Không vậy mới dân giả anh. Vậy là vậy ta mới biết chuyện đồng chứ. Trời ơi. Dạ ngồi luôn chú. Chú ngồi bên đó giùm con đi chứ. Chú đây là quay YouTube rồi. Vô đi em giúp bên đó. Đưa cho anh Năm đi nhìn tấn rồi. Mày mãi mày hả? Cái gì nữa? Cái gì vậy? Tôi lấy chén bé. Ông đội nón đặng cho giống nông dân chú. Đúng rồi, mới làm về. Mới làm đồng về. Nông lá quyền hội đó, nông lá quyền hội. Kiểu như mới làm đồng về chưa kịp dẫn nón luôn đó. Nè, mấy anh em đi mới về vô đây nè. Nông lá này mấy tỷ gì đó, nông lá quyền hội đó. Bác. Thử coi được không Tấn chấm ơi. Chấm được rồi anh làm đi anh. Nãy giờ uống quên đưa cay mồi em. Rồi rồi đưa cay đi, đưa cay đi. Châu mày nè, cảm ơn. Con mới uống rồi á, tới vòng đi. Để uống với anh em đi, uống qua. Uống qua mình Tấn rồi. Chấm bắt có chén đây lại. Mới đây chấm luôn đi. Uống uống gì tới quốc đi. Bữa nay phải chừng cái đó đắt rồi. Ừ. Mới uống đâu bằng mới đưa. Ba qua ăn đụng nó dội ngày qua rồi. Rổ rau rừng luôn nè, hết nói luôn đã. Này tính ra kêu rau rừng đúng á, rau kinh, trồng ngoài bờ kinh á. Trồng ngoài bờ kinh. Rau kinh. Rồi vô tính ơi. Đó, kỳ này mình lên clip là đầy đủ hết anh em mình luôn đó. Bữa nay giờ còn thiếu chú hai nè với lại nhớ nè. Nè. Ừ. Vô. Dạ, dạ đi bằng hả? Vô đi anh, vô đi. Có kêu rồi. Kêu rồi. Rồi có YouTube luôn nè, có YouTube luôn nè, đã quay nè, đó. Rồi, anh em luôn ha. Ở dưới này có này không? Dưới đây mà có này không? Thanh hả anh Châu? Thanh hả? Đúng rồi. Ơi, dạo đi. Rồi, vô luôn anh Châu. Sao nói nè nè rồi không vô? Cộng ly mà đâu có đưa sạc vào đây chứ.
Lạ quá. Đưa cây luôn cho, đưa cây luôn. Đũa anh đâu đâu? À, bóc không à? Dạ, đũa à, hả? Anh đang bóc không à? Đã lắm à. Ừ, ngon quá. Này rau rừng hay rau kinh anh cho? Rau kinh, rau kinh. Rau kinh, 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 rau kinh. Bày cá này cá với Bắc Kinh. Rau Bắc Kinh luôn. Nó nằm bờ kinh. Nhớ qua nhớ. Rồi anh với Mãi ha. Có bánh tráng này chứ. Có ngậm mày đi tiếng hổ ngủ rồi hả? Thử rồi. Rồi 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 để. Tấn làm nó thử rồi Tấn. Dạ được anh. Rồi làm thử rồi sao? Ngon ngon ngon. Nghe mùi nãy giờ nghe mùi là ngon rồi. Tấm liền vô gấp rắn á. Người nghĩ đây là không có nữa đâu nha. Người miếng à. Tao mần cái gì tao ăn đây. Tao bị móp tao móp. Cậu quá. Sợ xài. Sợ Tấn. Em ơi Tấn. Trời ơi thằng này hiếm rồi anh ngon mặt. Ôm. Lá xà chèm lá xà. Vô. Chát mới ngon. Qua ngồi chơi sang ơi. Luôn đi vậy đâu ông Tuấn. Được anh. Này này ok phải không? Ngon. Ừ. Quá quá quá. Qua đi có rắn rồi. Làm anh ly 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 ly. Ngon qua qua. Thế không? Ngon. Mẹ ta làm qua đó khá. Qua nhiều quá. Thế thăm. Thế mà. Qua làm đủ má đã như đám dỗ thật tôi nổi. Qua làm nó ngọt quá. Qua đã như đám dỗ. Dạ chú hai, ngồi ghế chú hai ơi. Để bắt dính dính con rắn 3 kg mà con rắn 400 gram. Ủa mấy cái nó teo rồi. Ủa mẹ nó teo rồi. Tấn gì vậy? Nè tới làm này con mới làm rắn này thử coi. Được lắm à. Nè vô luôn liền. Cộng không gì không rắn 2 kg mấy mặn lương hả? Đủ quá dính rắn 2 kg mặn 48 lương. Ăn bằng lương nha. Quay. Quay qua đây dính rắn bự mà đang mặn. Uống hai cái vậy. Quay qua cho rồi chú hai làm bên đó đi chú hai, làm bên đó đi chú hai. Rồi em có cho anh cốm. Rồi thôi, anh cảm ơn Mãi luôn. Được cái ha. Luôn gì cái thấp rồi ha, chứ để gì chú hai luôn. Hình hoài luôn. Đâu thử coi dai lắm à, nó dai lắm có răng không đó. Bậy nó mèo hay bự rồi dai. Đi chú. Có răng nước mày mèo à. Nhìn nhá. Thấy ông xui người làm cục chứ. Ủa đâu ăn đó. Được không? Được không? Được. Mày áo là mày ăn luôn á. Rồi, cắn luôn. Ăn luôn mày. Mày ăn bự thì hỗ trợ kiếm vô bán rồi, cắn nhỏ quất hay không? Vậy của em mà thành phẩm của em phải ăn trước chứ. Thử coi ngon không? Dai không? Nắm tay gị trời vô. Trời ơi, em phải bỏ đũa kia xuống hai tay em gị mới được. Được rồi. Cái da ăn hết nói luôn. Được không? Nhai chưa nuốt mà sao ngon? Đó đó. Lưu ti mà. Biết mùi à. Vô là ngon. Nghe mùi là ngon phải không? Lưu ti bài bản luôn á. Uống cái này mày uống cái này nó thấm nó lại là được à. Dài dài hết nối. Được không? Hai tay gị vô. Đúng rồi. Đó, phải chịu mới được. Vậy là mới thiệt tình. Ngon ngon. Lưu ti không? Gấp lên 3 ly coi. Đi làm miếng cho nó khỏe người ơi. Để vậy. Nó đi tới đi lưu hoàng mà nó không có cái điều kiện để nó đi ngang mình không có dính nó đâu. Chứ như hổm anh Châu hỏi Mãi cái bữa hổm mình giăng ở trên rừng đó, cái chỗ hôi hành dữ dằn không Mãi? Mà hang quá trời rắn á, trứng đó, có trứng luôn mà. Cái trứng mà nó cỡ này nè anh Châu hằng hà luôn. Tại vì mình về sớm á. Con rắn nó bự lắm đó. Mình về sớm. Nhưng mà ở chỗ đó là mấy cái hang, em với Mãi lại ngồi là hôi rình luôn, hôi mùi hành luôn. Ngay cái khu đó. Đó đào. Thì bữa nếu mà đào. Nó mà đào vô là độ ha. Đã cái trứng nhà mình hang được mà. Rắn cặp ở trong á. Nó hay ba cái hang nhưng mà nó cái hang nó không có sâu. Cái miếng lộ vậy phải không? Hang nằm đây nè, mà anh thông qua mấy cái rễ tre đó. Mấy rễ tre là sao mà? Mấy rễ tre, rễ tràm. Rắn cặp trong đó đào á. Nè, anh biết ngay chỗ cái trại giam mới không? Trại giam mới mà nè, ngay chỗ bánh đồ qua vô nè. Nhớ vô em khổ. Thành thủ quá quá. Sao lộn nhựa luôn hả? Ừ. Nói gì nói, nghe nhớ. Mấy anh Châu chỉ chỗ đào đâu kỳ quá, ngay trại giam. Hỏi trước con biết đó không, mới đồ. Nói gì nó nước hả? Lông thường. Cái chai gì lắm. Ê cái con lông thường này chắc tao nuôi nó ra chứ hồi đó giờ mình đâu có lông thường. Có lông thường đẻ lắm vậy ôi. Thì nó đẻ không bày rồi. Lông thường là người ta nuôi. Nuôi rồi nó đẻ ra rồi đẻ. Má không lông thường có ổ con lông thường có ổ căng á. Mà đó đâu có đường này đâu mà dùng quá. Trời có ba này cái răng nước tiêu nó trơn. Nó cái loại nó đẻ gì. Cái con lông thường này người ta mua ở đâu gì người ta nuôi. Đẻ hơn con hổ hạt. Nó đẻ hơn con hổ ngựa bộ. Hổ ngựa nó đâu có nhiều. Hổ hạt giống em đẻ ra. Nhưng mà mình nói nó xảy ra ngoài rồi nó lớn rồi đẻ. Chứ như hồi đó ốc pháp đi mày làm gì quá ốc pháp. Mà mấy cái con rắn không đạp cho nó mẹ ghê lắm mà mấy rắn độc đẻ nhiều là ốc pháp hồi đó là